Xin chào cả nhà, chào mừng cả nhà đã trở lại với kênh YouTube Kim Rapper. Thì giờ này cũng là giờ giấc trưa rồi, mà lúc này đó thì đã là mùa gió bắc rồi, gió thổi rất là mạnh luôn, nhưng mà nước lũ thì nó vẫn còn, nhưng mà cũng đã rút xuống dần dần xuống rồi. Trên mấy cái cầu chỗ là quán nhậu ẩm thực quanh sông quán nè, lúc này thì đã nước đã ròng xuống rồi, giật xuống rồi, mình nhìn thấy mấy cây cầu cũng đi xuống lần lần xuống nè. Sát đây là mình dễ đi, chỉ là mình sửa sạn để mà giao cá cho chủ quán nhậu. Thì những cái chiếc vỏ lãi nè, người dân đi câu cá thì gửi trong chủ quán nhậu rồi nè, để tiện để mà khi mà đi ra sông á là có để mà đi câu cá. Thì giờ này cũng là mình sửa sạn, mình bắt cá, mình sẽ giao cho chủ quán nhậu. Thì mời cả nhà cùng mình đi lần lần xuống chiếc xuồng của mình ở dưới đậu trước bến này cả nhà. Thì mình xuống mình chuẩn bị để mà bắt cá nha cả nhà. Này nắng lên này, mấy cái tháng này là tháng mùa nước nổi, vừa nước nổi là một cái là bắt đầu có gió bắc rồi đó. Bắt đầu là tháng này tháng 10 rồi là có gió bắc thổi lần lần rồi đó cả nhà. Sửa sạn bắt cá nha cả nhà. Ủa, ngon ngon luôn. Đó thấy rồi. Ô ô cả nhà ô. Có cá nhỉ, tôi xối luôn cả nhà. Ôi. Thật thật luôn. Cá rất là ngon là cả nhà ơi. Cái này là mùa nước nổi rồi. Cá này là lâu rồi dân mới được một bữa cả nhà. Lâu mới trúng từng bữa thôi chứ không có trúng nhiều. Cá còn tươi sống rất là ngon luôn á cả nhà. Cá này mình giăng xong rồi á, mình sẽ đem giao trong chủ quán là ẩm thực quen sông quán cả nhà. Tại vì mình có đặt mối với chủ quán á, mình có bao nhiêu mình cũng giao cho chủ quán hết á. Để lúc nào có cá thì mình sẽ đem vô mình giao luôn à, chứ không phải như ở chợ mình chuẩn bị sáng sớm mình phải đi ra chợ bán. Cá rất là ngon cả nhà ơi. Đó. Chắc này chưa hơi nắng lên cả nhà. Nắng cháu quá. Để qua đây nè. Để cho nắng lên mình sẽ dễ quay hơn cả nhà. Hôm nay mình giăng được hai con cá kết luôn rồi cả nhà. Cá kết cỡ này là hàng hiếm á cả nhà, ít chín nó lắm luôn á, lâu lâu mới dính được một con hai con là dữ lắm rồi á, chứ không được nhiều không á. Cái là cá sát cái gài là bự bự không rồi cả nhà, cá sát sọc con nào cành cành không nè, rất là ngon luôn. Bởi mình tiện cái là mình giăng có cá giờ nào thì mình sẽ giao cho chủ quán sẽ mua hết những loại cá của mình. Tại loại cá mà cá mình săn bắt, loại cá sát, cá dứa với loại cá kết này là cá thiên nhiên. Bởi chủ quán lúc nào cũng ưa chuộng để mà đặt mua những loại cá của mình. Thì bây giờ mình săn cá xong xuôi rồi này, rồi mình sẽ đem lên mình sẽ giao cho chủ quán cả nhà. Thì cái clip của mình chia sẻ về các loại cá thiên nhiên. Nếu cả nhà yêu thích cái kênh mình, hãy ủng hộ chúng mình cho mình một like và một lượt đăng ký. Xin chào cả nhà và hẹn gặp lại.